Đi, em cho em quay quay phim tí nhá. Vẫn là sâu đúng không anh? Hả? Vẫn là sâu. Ở à, đây là thôn mình, đây là cái gì cứ bưng anh nhỉ? À? Cái này vẫn cứ bưng đúng không? Cứ bưng nhưng mà đây thuộc cái gì đó? Bốn gì đó? Bốn Etun đúng rồi, ngoài kia em ghi là Etun, cái là con búc đúng không? Bật được. Thế chứ cứ làm thôi, kéo bê tùn ấy, đây như cái tên gì khác đúng là đấy. Thế này ok rồi, đẹp rồi anh ạ. Anh xịt được bao nhiêu lần rồi anh? Cái chăn đo nó cả ba lần, hết cả ba lần nữa. Hết rồi ba đúng không? Còn cái phân amino với lại là cái amino một lần. Một lần cái chai vàng của em, cái thuốc mà chống ung trái á. Chống ung trái là bó về cái không, cái bó với chai nước vàng vàng á. Chai nước vàng vàng là chai gì ấy? Cái chai chống ung trái á. Cái chai mà amino a chi đó có chữ a chi. Không, cái chai chống ung trái, cái chai mà nước nó vàng vàng em bảo anh là chỉ xịt vào trái không đó. Trái nào ta quý này, để vô coi nó. Không tí nữa. Chắc chắn là có xịt rồi. Nên này, đây. Cũng nó dài này. Đây, dạ. Chai này lâu em nhủ là xịt cả cây đi, cho nên phá hai chai xịt cả cây rồi. Chắc chắn là anh có xịt rồi, bởi vì là amino. Cái mà khoác bình xịt á. Khoác bình thụt xịt mà bờ thật. Đây này, em nhìn cái cuống này em biết này, không, có xịt. Phải xịt hai hôm qua mà. Có xịt là em biết rồi. Ba ngày ngày thứ hạ, ngày thứ hai rồi. Đẹp rồi nhưng mà này cào lá ra chị ơi, cào lá ra đi chị. Mùa này mình ưu tiên nữa là có độ khô của nó. Nó mưa xuống thì là ấy là phải cào hết lá ra nha. Đấy. Cào ra mình chịu khó mình cào ra chị, làm luôn đi. Đẹp quá rồi anh Hạnh ơi. Đẹp rồi. Cái lá này mới bừa lên, lá nó kín như cái đâu được kìa. Nó kín nước được kìa. Nó dày mà bần ý nó rung cái này. Mà đá thổ là cái nào rung nhá. Anh xịt nước khoảng thời gian bao nhiêu ngày? Xịt nước á, thời điểm là xịt nước là từ mình tắm tết là xịt đến. Anh xịt quá 35 ngày chắc chắn là lá nó cũng rung ạ. Không đến đâu, không đến, đi. Không đến. Cắn cái thời gian xịt mà thấy nó có vẻ hơi hốc quá, là cùng tươi xẹt qua, tươi qua đúng không? Ừ, chứ không để nó hốc đâu. Dạ. Ừ, thực chất nó để hốc đó. Nói thật chứ mùa mưa mà quấn đến mưa xong rễ mà khén một cái gian cấy là thôi. Không, cái này anh bây giờ như thế này, cái giải pháp của anh em không cần đi hết cả vườn nữa. Như thế này anh Hạnh này, em đưa cho anh một cái giải pháp. Không, có cái giải pháp này, bây giờ anh ưu tiên đó là anh giữ cái hàng trái này đã. Đến khi sau mà 45 ngày sau trái nó tạo khoảng cỡ tầm một thế này rồi, an toàn rồi. Thì em sẽ ra em hồi phục lại cho anh ngay trong năm nay thôi, chứ không cần phải đến cuối năm đâu. Hồi phục đến khi mà anh cắt trái rồi anh cần đi một cơi đọt nữa là xong, là quay ra làm trái tiếp. Chứ đừng để ăn cắt trái xong mới hồi phục lại thì nó hơi kém. Muộn quá. Nó muộn. Nó kém nữa. Đúng rồi. Nó yếu. Nhưng mà cái này ưu tiên cho em là giải quyết luôn cho em cái cào ra. Cào rạc á? Đúng rồi, cào hết ra chưa? Bởi vì lên thì không cào thì cứ cào, cào không cần. Trong nó cào nhưng rộng gốc ra đấy chứ. Cứ cào hết ra cho em. Ưu tiên cào hết rác cho em nha. Bởi vì cái mùa mưa ấy. Mùa mưa là nếu mà chị mà không, anh chị không cào ra. Là thứ nhất là nấm. Thứ hai nữa là nó giữ nước. Nó giữ nước là cây lại đi đọt. Mình lại mất công mình đi xịt. Thứ hai nữa là cái độ ẩm lúc nào nó cũng có, là cái nguy cơ rụng nó cao. Nấm bệnh nó tấn công mạnh, thấy không? Cào hết ra cho em nhá. Đấy. Tiêu cao không được cho mấy. Cao thì đơn giản nhánh nữa. Ngày hôm qua là có trận mưa đúng không? Chứ còn mấy bữa là nắng đúng không? Không, mấy bữa nắng khốc khó chịu, nhưng mà ngày hôm qua mưa nhưng mà tối hôm trước tưới quá ăn lượt. Đúng rồi, thì được. Tưới xoảng quá để giảm sốc nhiệt đó. Đúng rồi. Cứ tưới giữ ẩm đều cho em. Nếu mà không mưa cứ tầm 3 ngày tưới cho em lần ha. 3 4 ngày tưới em lần. Nhưng mà bẻng này thì bật lên tưới có 15 phút cho mấy. 15 phút là quá đủ. Cái khu vực này đi đọt cũng có mấy nỉ, nhưng mà cái lối dưới nữa nè. Đi, thì bắt đầu đi xuống cho cái đọt. Có cái đọt đá rồi. Tiêu anh chị đẹp quá nhỉ. Như cái chim tiệt cả đấy, mấy cun thì đọt thôi riêng đấy đó. Nhìn trái đấy. Không, trái thế này là ok rồi. Được rồi. Ở đây có anh Hạnh tổng cộng bao nhiêu cây sầu riêng? Giờ đây loài có trái nên 60-70 cây. 60-70 cây hả? Không, cái đọt này là cơ bản là anh nó keo rồi này, nó cúp rồi này. Nhưng mà vẫn phải chặn đây anh ạ. Bởi vì bảo vệ cái dàn trái này chứ không anh để đi đọt là hỏng hết, đúng hết. Năm ngoái vườn mình anh thu ở đây khoảng cỡ tầm mấy tấn? Sáng mai xịt lại cho em đi nhá. Không, em mang ra kia rồi. À, mang rồi hả?
Còn em phải tính em mang ra cho anh chứ. Ừ. Thế thì được chứ còn... chứ không 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 cho anh xịt cái này là đi hết. Không mà đẹp rồi, như thế này ok rồi. Cơ bản là cái dàn lá nó vẫn còn này. Ừ. Nhưng mà ưu tiên cho em là cào hết lá đi nha. Rồi, cào hết lá đi thôi. Dạ. Đó là như cái cây. Ở dưới đá thì vẫn cứ phóng đọt ra. Cái nào vậy nhá? Đại đế hóa rồi nhưng vẫn cứ phóng đọt á. Bên này nhà của họ anh. Của họ. Họ đây là tiêu đây tiêu của anh luôn à? À. Đây con số thì mùn thế này này, con số mùn hơn nữa. Cái này này là nó xả nhị ạ, mà nó mưa liên tiếp, nó mưa vào tầm từ 2 giờ chiều. Nó mưa khoảng tầm 4 giờ chiều là nó như thế này là chắc chắn nó sẽ đụng nha, không bao giờ đậu đâu. Chắc chắn nó đụng nha, không bao giờ đậu đâu. Bởi vì nó có ra được như thế này nó cũng đụng này. Và nó thụ phấn không thành công. Mà bà con mình nhá, từ mấy hôm nay á là bị tình trạng này rất là nhiều. Mình đây gặp nắng này này. Là nó mới đậu nhiều thế này này. Đúng rồi. Đó, chứ còn nó gặp mưa thì cũng chào thua. Máy bơi lâu như nắng. Không ai nói hay được. Đó. Nếu trường hợp mà cái này mà bơm hóng mà mưa mà gặp dính à, hóa nở mà gặp dính mưa thì cái loài như là nó có đấy. Thì đúng rồi, thì đây nói chung nó vượt vạt. Như cây đây thì nó mới xả nhị được có 10 đến 20% thôi. Vâng. Đặc biệt là ở trên nở là một, với bên tê là xả nhị gần hết rồi. Hết, vâng. Thậm chí là hết, còn đấy thì chậm hơn đúng không? Đọt này ra à, cái này. Nhưng mà cái năm nay không, bị cái cây này mồn này, vậy cái cây kia mồn ạ. Mà năm nay anh kích bông như thế này là đẹp rồi. Vậy là đẹp rồi. Mình đang nói chúng hắn mỏng hắn đầu chưa kia nè. Đầu chưa kia mình chửi đâu rồi đấy. Để rùng nó được nè. Vâng. Cơ bản nữa là nói gì nói. Làm sâu riêng là cái giai đoạn này là không cho đi đọt. Là được khoảng cỡ tầm 90% là anh thắng rồi. Còn phân bón thì chỉ hỗ trợ 10 đến 20% thôi. Em nói thiệt đó. Ừ. Chứ còn để nó đi đọt phân bón cỡ nào nó cũng đúng à. Đó. Còn cái mua răng để nói đến cái vấn đề của cái cháy bao nhiêu, cháy cái nở từ có nở 6 chứ. Anh ở đây đầu tư cũng mạnh đấy chứ, bác. Đây này, cái này thì nó nở hết luôn không? Đẹp thôi, thế này đẹp rồi. Cái này quá đẹp. Đi lấy sớm là nó nhú nữa hay? Cái dòng ra như kiểu đó thì ngắt đọt nó bị hở. Em sẽ cho anh thứ nhất là chặn đọt. Thứ hai nữa là anh đi cái thằng phân ba số trước, ba số xịt trước. Xịt hả? Ừ, xịt trước ba số trước để ưu tiên cho nó to trái đó. Để cho trái để giữ trái đó. Cái hai nữa là để em hướng dẫn luôn để anh vào cái phân ba số. Ừ. Cái phân mà phân gốc á. À, như thế này này. Như thế này á. Là ví dụ như thế này này, cái chấp nhận nhá. Cái này là chấp nhận này. Cái để cái lứa này nó sổ xong có tầm 3 4 ngày nữa. Anh rải cho em nhóm cho cây này cho em hai lạng phân ba số trước. Một cây hai lạng ý. Một cây hai lạng. Ừ. Anh rải đây xong anh rải thì từ tốn trước. Sáng sáng xong anh bật bếp cho em khoảng có tầm 15 20 phút. Ha. Đấy. Thì anh rải đều này. Đâu, tội rải xong nó phải cho bếp đập thở khoảng 5 phút chứ không phân. Đấy, thì anh tán. Anh tan thì ghi là cái thằng. Nhưng mà chứ phải cao cái ní đấy chứ. Phải cao hết ra. Ừ, ưu tiên cao ra xong là để cho nó khô đất khoảng có tầm 3 4 ngày nữa là anh tưới rồi anh cho phân luôn cho em. Ừ. Thằng ba số ấy nhá. Ba số thì hiện nay là em mang cho anh một cái thằng ba số 21 ở ưu tiên trên ngọn trước. Kết hợp à, đó là phun không? Phun. Còn dưới gốc thì anh cứ rải cho em là thằng ba số tầm nhấm cho nó hai lạng trước nhá. Hai lạng. Đó thì không cần nhiều đâu. Anh bỏ cái thằng sầu riêng này này. Để em nói luôn cho anh nhìn dung này. Ừ. Từ lúc nó xả nhị như thế này cho đến khi sau 45 ngày nó sẽ hình như là 3 lần rụng trái. 3 lần à? 3 lần rụng trái, chính lý á. Ừ. Tức là sau khi xả nhị như thế này khoảng cỡ tầm từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 15, 16 nó sẽ đụng một lần. Nếu mà sau cái giai đoạn đó là cái trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Nó lớn rất là nhanh thì nó sẽ như thế này là bớt đụng này, được chưa? Ừ. Sau đến ngày thứ 28, 29, 30 nó sẽ đụng thêm một lần nữa. Là khi nào quả to hơn phải không? Quả to hơn một lúc. Nó sẽ đụng thêm một lần nữa. Thì sau đó những giai đoạn đó là anh bắt tiếp tục anh sẽ sử dụng phân của em á. Anh làm cho trái nó lớn nhanh với cái cuống nó dài này. Nó làm vượt dài cuống lớn nó nhanh. Vượt nó vượt qua cái giai đoạn đó xong á, là cái ngày thứ 40 đến ngày 45 là bắt đầu đi đọt. Nó to như thế này nó sẽ đụng thêm một lần nữa. Ừ. Nếu mà anh quản lý đọt trong 3 lần đó anh quản lý đọt không tốt hoặc là dinh dưỡng không tốt thì nó đụng rất là nhiều. Đi lượt nữa. Đấy, thế này cái quyết định á. Cái quyết định là sau 45 ngày, là nó trái nó to như thế này là yên tâm là thả luôn để cho nó khi đó vừa mình sẽ là nuôi thân vừa nuôi. Khi đó là mình ưu tiên mình đi mình phục hồi cây. Ừ. Để cho cây nó bắn đọt bắn đồ. Đấy. Thế là chứ mà
Không, ý là anh không cần đâu, em làm cho anh rồi thì em sẽ nói thôi. Thì cái giai đoạn đó anh cần phân gì thì em sẽ hướng dẫn anh rải, anh mua rải gốc. Đó. Thì anh chuẩn bị phân bò này nhá. Phân hữu cơ á. Phân bò có rồi. Đấy, phân hữu cơ. Hiện tại là chỉ có rồi. Phân hữu cơ xong sau khi mà trái nó an toàn rồi em nói anh bỏ là anh rải gốc. Tức là khi mà trái quá cái giai đoạn 4 năm ngày nữa. Rồi, khi nào em bảo an toàn rồi thì bắt đầu anh chị rải gốc. À, nhá, anh rải gốc xong là kết hợp phân của em với lại là phân NPK đấy. Ừ. Anh rải anh ấy để cho cây nuôi cây lại, tức là phục hồi cây lại. Phục hồi luôn cái giai đoạn mà trong năm luôn. Ừ. Đấy, ưu tiên là lấy được cây đọt nào thì lấy. Đó. Lấy cái cây đọt chưa đấy chứ? Phải lấy cây đọt đi này chứ. Cây đọt này chắc chắn là em sẽ phải dùng cho anh liều nặng hơn. Để anh thứ nhất để cho nó ngậm luôn. Ừ. Đấy, để cho nó ngậm luôn để ưu tiên trái đã. Trái cái đã. Chứ còn bây giờ anh làm sầu riêng, cây sầu riêng đẹp nó không có trái thì bằng nhau. Đúng rồi. Đúng không? Trái thì vẫn thưa, không, quan không. Trọng là trái. Đúng rồi, mình phải lấy trái đã nha. Nhưng mà cái tỷ lệ này anh ăn cao này. Anh Hai này. Nó chỉ cần như thế này thôi là an toàn rồi này. Là cái cành này anh chỉ để cho em khoảng cỡ tầm 2 trái thôi nhá. Đúng rồi. Cành này anh chỉ để cho em 2 trái thôi nha, đừng. Trái là quá trời thế rồi, đừng có lấy, đừng có tham nhá. Đấy. Như cành đây thì anh lấy được 3 trái đây thì được này. Ừ. Cành này 3 đảm được. Thì 3 trái được, chứ cành những cành ngày trên này lấy cho em cỡ tầm 2 trái đến trái thôi. Càng trên cao lấy càng ít cho em nhá. Ừ. Nhưng mà anh làm chuẩn rồi á. Những cái cành cấp trên kia anh không có quả là chuẩn rồi đó. Chỉ lấy ở dưới này xuống thôi. Là đẹp rồi đó. Không để đâu. Đúng rồi. Dạ. Thì cái cây này có khả năng anh bỏ bông được rồi. Anh đừng lấy bông nữa, để chỉ cần giữ này. Để giữ thằng này nhỉ. Giữ thằng này thôi. Chứ bỏ bông thì lấy những giường giữ nhói. Đúng rồi, bỏ bông đi. Còn nó đậu bao nhiêu, nó xả nó bao nhiêu kệ nó. Như cái cành đây này, anh bắt đi giùm em, đừng có tiếc. Đừng cái có... này được chứ. Không, rồi cứ để đó đi. Đó, cứ để đó đi, được quả nào lại hay quả đó thôi. Còn bây giờ mình bảo vệ những cái quả đang có này. Đó. Đó. Thì tí nữa em sẽ kiểm kê lại cái phân hôm bữa anh lấy còn bao nhiêu thì em bổ sung cho anh thêm. Đó. Đi, đi ra cây khác, cây này vẫn tương đối đẹp rồi. Đẹp rồi. À, vừa hai nữa anh ạ. Cái hàng tuần đấy anh cứ xịt lướt cho em cái thằng dư là cái gói kèm nữa là một nè. Mà cái trái bó này là hai nè, hai thứ nó kết hợp với nhau nó với kết hợp với nhau. Nữa. Với lại cái thuốc dẹp á. Dẹp đó. Đấy, bây giờ chủ yếu là cái thằng dẹp nó trái non này. Ừ. Mưa xuống là nó hay bị nhất. Ừ. Và anh lưu ý giúp em á. Ở trên này thì chủ yếu là dẹp sáp nha. Còn ở dưới đất này, bây giờ cái hơi ẩm của nó cao, nó mưa xuống. Ừ. Anh lưu ý những cái tầng này nó hay bị nấm. Ừ. Nấm trái á, nấm cuống. Vậy kết hợp được à? Thì nấm là anh phải xịt riêng. Ăn chanh côn. Chanh 3 ngày hả? Ăn chanh côn bật trực nói được phải hả? Đấy, ăn chanh côn là một. Với lại là những cái thằng mà dòng nấm mà cao cấp một chút. Croman được. Đó. Để tí nó vô đây ghi. Rồi tí em ghi cho. Đúng rồi, nói nó quên mất. Đấy, nha, để em ghi cho. Rồi. Đi cào đi chị, chứ không nó giữ ẩm, nó hút ẩm á. Nó giữ ẩm á, là cây nó đi đọt á. Tốt, chưa được 3 người, 300 mân luôn. Được. Mấy bữa đi kêu người để trong bên kia, trời ơi, kêu chưa ra. Vậy tương đối đẹp đây này. Bây giờ anh ưu tiên giữ quả trước đi. Giữ quả ra chứ sao? Ưu tiên giữ quả đi. Mà. Đấy. Có tiền rồi mới đã tái đầu tư lại được. Hẳn đó đó. Đó, chứ bây giờ mình cứ lo mình làm cái kia, cái này bỏ vào đó. Đấy, ưu tiên. Này, cũng dạ. Mệt, nó lị gió làm sao. Chứ mà cái mùa khổ là cái vần kẹm, mùa mùa mưa này thật đẹp lắm. Ai đây nó, anh khen mà. Lạ nó ôm tôm, nó xanh đen. Xanh đen đúng không? Ừ. Rồi. À, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 18, 6, 4, 24. 5, 4, 10. Bỏ 6 quả, canh được 6 quả hơi nhiều nữa. 8 lịch 1 canh này. Ngày 4 quả rồi. 4 quả thì... Nhờ cái bông anh Hạnh này, năm sau ấy, cái chùm này anh chỉ để cho em 15 đến 20 bông thôi. Nó chẳng hạn như chùm này bây giờ là mình bẻ bờn chùm nó để hái chùm à? Đây này, em chỉ cho những cái mà nó không đậu nha. Như ừ, ưu tiên ba thằng này anh bẻ chị thằng trên đi. Đây này ưu tiên nó bẻ những thằng trên trước. Ừ. Sau đó ví dụ như ba thằng này nó đồng nhau. Ừ. Thì chọn những cái bông nào nó nhỏ nhất bỏ đi bẻ đi. Ừ. Được chưa? Ví dụ bẻ đi được chưa? Được cán chứ. Không chưa? Mình người nông dân. Ví dụ như cái tầng này đây này. Ừ. Cái tầng này được chưa? Ừ. Anh bỏ cái tầng này đi cho em. Tầng bỏ tầng trên đi. Ừ. Tầng trên đây nha. Bởi vì sao? Bởi vì em sẽ nói thế đây này. Em quay đây cái này. Anh thấy chùm này đậu đúng không? Nó sẽ ưu tiên nó bỏ thằng này trước, tháo lên hết rồi. Nó tháo trên trước. Ừ. Được chưa? Thì đi chung như đây. Đúng chưa? Ưu tiên bẻ những cái thằng trên này trước. Những thằng trên ấy. Được chưa? Ừ. Sau đó ví dụ là xuống dưới đây này, tiếp tục này. Ừ. Bẻ thằng này được chưa này? Ừ. Đó. Như thằng này nó đồng cấp á thì bắt đầu mình soi những cái thằng nào bông nó bé trước. Vật. Thằng nào đều hơn thì mình bỏ đi. Đều hết rồi. Chẳng hạn như đây là giờ này nó tháo về đây này, đây anh, cùng này. Anh thấy không? Tháo cái tầng trên tháo trước. Ừ. Bắt đầu ưu tiên thằng này, đúng chưa? Thì bây giờ anh soi những thằng này,
đúng chưa? Thì những thằng đồng cấp cái bông nào nó ốm yếu thì vặt nó đi. Để nó ưu tiên nó dinh dưỡng những thằng đúng chưa? Đúng rồi. Đây này. Rồi. Anh, đấy là cái bài học. Anh để ý này, những thằng này tầng trên nó tháo hết này. Nó tháo hết này, nó chỉ có mỗi thằng này thôi. Thằng này chưa điện lừa trong chuẩn bị tháo. Thằng này cũng vậy này, đúng chưa? Thằng này nó tháo này, đúng chưa? Như thằng này là ba thằng đồng cấp với nhau. Thì cứ lúc mà có bông á thì anh ưu tiên những thằng nào nó ốm yếu nhất cho đi. Cho nó đi bờ đi. Đúng rồi. Để thì cho nó nuôi thằng kia. Anh chỉ để cho một chùm này thì còn có tầm 15 bông thôi, 15 đến 20 bông thôi. 15 20 bông bắt đầu mà quá trời rồi đó, thấy vậy chứ. Không, có nhiều người tiếc á, người ta không dám tỉa đi á, nhưng mà chính mình để nhiều như vậy nó cạnh tranh dinh dưỡng anh. Đó vâng. Ba thằng nuôi cơm thì đói chứ. Đấy. Đúng rồi, đây này, chẳng hạn như đó đây này. Ở tầng trên bao giờ nó không tháo. Đấy. Đá thổ nó tháo hết rồi. Bao giờ nó tháo, đấy. Anh để ý cái điều đó nhá. Rồi. Em nói ở đây có nhiều người nó bảo là không đúng nhưng mà anh để ý là anh biết. Đó. Đúng rồi, phải làm cái này là kinh nghiệm mà. Vâng. Rồi. Đi xa đi chừng mấy cây đây. Anh xịt ở cái vườn này mấy lần nấm thôi? Nấm nó tương đối sạch chứ. Cách đấy được mấy bữa ra xịt mấy tháng chứ, 2 tuần chứ. Cô lèo 2 tuần. Nó tương đối sạch chứ. Cách 2 tuần rồi. Bữa trước xịt cái Ridomin. Ridomin này. Ridomin về có thêm mà có dẹt. Thằng này này, chắc chắn là sẽ tháo, không bao giờ đậu. Thằng này chắc chắn luôn. Anh cứ để ý mà anh đánh dấu vào cũng được. Đó. Không như là biết chứ, cái trí nó để ý biết chứ. Cái chung mà ra cái trí nó mình biết chứ. Chắc chắn sẽ rụng. Nhưng mà trong cái chung này được một quả là được rồi. Một quả thôi. Từ đây ra đây 3 quả thôi chứ mấy. Cái cùm lắm mày nhá. 6 quả. Mà từng là. Đấy ra đây 2 quả này em nhìn lên từng cái canh có thể bắn những canh lên. Đây là cái tầng đây là anh nhìn thấy rõ này. Đúng chưa? Trên này rụng này được chưa? Nó đi hết rồi này. Này trên này cũng rụng được không? Nhú còn này. Còn mỗi quả. Nó đi hết rồi này. Đúng chưa? Giờ còn thằng này. Còn mỗi thằng này thôi. Nếu mà chăm sóc đàng hoàng là thằng này đi luôn này. Nhảy đọt ra đi. Hiểu chưa? Đọt tới này, cái loài ở cái lỗ dưới này cái mông đọt ra mướn mướn đó. Tại vì anh biết không, nếu đúng ra cái tầng lá này của anh không đớt này thì cái đọt của anh nó sẽ cây nó sung sức rồi nó không đi nữa. Bởi vì cái này nó rụng rồi á là cây nó đuối, bây giờ gặp mưa là chắc chắn nó sẽ nhảy thôi. Cái lá nó cứ rung đều từ bừa chứ từ bừa cắt nước nữa đến dư nữa không phải là ông Lung ở bên EK kia ông cũng bảo là anh rụng hết lá rồi. Vừa nó đúng là đẹp mà nhú. Thôi đi lên kia rồi tham quan tiếp. Tiêu năm vừa rồi anh chị được nhiều không? Năm nay được. Vừa đây được tần mấy? Có tần mấy thôi, sao nhìn nó đẹp thế này mà. Năm nay chảy cái đẹp đó. Mà sao kích bông anh không nói em mang ra cho anh kích luôn. Giờ kích nó đẹp luôn đó. Chứ lại bà 60 mới. Lấy chưa? Lấy rồi. À lấy rồi thì thôi chứ em có luôn rồi, em bữa mang lại cho. Nhưng mà 60 tí em chỉ cho mua thêm cái nước cộng vào. Bữa 60 thì kích Phật tổ phải không? Không kích Phật tổ. Cái tiêu này này, anh cộng thêm cho em tầm 3 gói cái giờ anh ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật á. Anh mua cái thằng 75 và 49 á. 75 49 à? Tí nữa em ghi cho. Anh về kết hợp rồi anh xịt nhá. Năm ngoái là tiêu vẫn mất mua. Mất cả ấy đó, đấy cũng phải chắc nha đâu. Mất hết đúng không? Năm nay anh kích bông đi được á? Có nha, năm ngoái nghe. Năm ngoái bà 4 tấn nó vừa rồi đây nghe, 5 thảo tài xuống hải. À. Cho người hải lóng đủ cho họ mà. Rồi đó. Ra đỉnh đầu. Ok. Nhưng mà trên đỉnh đó lấy ít thôi. Nuôi nhìn chung nó đã thôi để dưới cánh này đến rồi mày. Nuôi chía này này, cái tầng này. Này, cái này cũng đẹp này. Hôm bữa rồi anh toàn thịt xịt phân của em thôi đúng không? Không. Toàn xịt của em thôi không? Thuốc trên thân toàn xịt của em đúng không? Đang xịt bữa nay đang xịt của em rồi đó. Dạ. Chưa thay đổi của bên mốc cả. Cũng đẹp đấy, không rớt đâu tôi nhiều ạ. Nó có rớt còn có tầm 3-4 ngày nữa. Nó có rớt không bao nhiêu? Vâng. Không phải nó mới mưa này. Cào đấy nha, ưu tiên cào đấy nha. Chiều nay cào luôn rồi. Vâng. Chiều nay đừng uống rượu nữa, chiều nay mà ra mà cào. Không. Đấy. Chắc anh đấy chắc cào không được. Vâng. 245. Năm 35, một tiếng xong. Bỏ ra một quả hồi riêng. Một quả hồi riêng. Hỏi người cào. Anh biết thằng này không? Không, mình
không nhớ được đâu. Không nhớ. Gặp rồi chắc không nhớ. Anh uống rượu nhà Nhu lần nào chưa? Rượu, uống rượu tại nhà Nhu thì chưa, nhưng ăn cơm ở đó thì không kể, không thể nhớ hết. Ăn kể thì là phải gặp tụi này đó chứ. Khi này gặp lâu rồi không nhớ nữa. Gặp có khi không nhớ nữa chứ. Nếu mà con gái thì có khi ấn tượng mà. Ừ, đúng đấy, nhưng con trai nhiều kia rồi. Kiểu hay. Quả này xịt nữa là lớn nhanh nữa là ok, là đẹp. Đếm. Bây giờ ngồi đây anh em nói anh nghe này, là anh hình dung là cái quả sầu riêng này nhá. Ví dụ như là cái lứa này, em nói ví dụ cái lứa này nhá, là sau 14 ngày, tức là 2 đến 3 tuần là nó sẽ rụng được chưa? Rồi. Nhưng mà anh làm cái trái nó to như thế này thì sao mà nó rụng được nữa? Hiểu em nói không? Rồi. Như cả cái chùm này đúng không? Mà nó to đến thời kỳ nó rụng nó như thế này thì nó rụng rất là nhiều. Nhưng mà anh làm cho nó to bất thường như thế này á, đúng chưa? Là nó không rụng được. Thì dĩ nhiên là nó cái tỷ lệ rụng nó thấp. Nó giảm bớt đi. Nó giảm bớt nhiều chứ đúng không? Đấy. Nó khỏe, nó có sức, nó đúng rồi. Rồi. Đấy. Thế phương pháp làm vậy thôi. Hôm nay trao đổi anh thêm bạn là đó là ta nói phương pháp vậy nhưng mình có biết để mà làm như vậy không? Vấn đề nằm ở chỗ đó. À thì đúng rồi. Đấy. Thì bởi vậy đấy hôm nay em mới phải ra trực tiếp này. Đúng rồi. Cho nên nó phải vừa làm vừa học hỏi dần dần. Thì mà năm nay năm khác. Thì cứ phải nói chung là bỏ thêm ít tiền để đi học anh ạ. Rồi. Chứ bây giờ mình cứ ở đây làm sao mà học được? Không biết được đâu. Vâng. Đấy. Trong hai chùm cái trái này và trái trên này mà nó không trái trên to nhỏ hơn là dưới to hơn là thấy không? Đúng chưa? Nó sẽ nói chung cái chùm này này, nó sẽ ưu tiên những cái trái này nó có sức này. Đó. Là nó sẽ không bao giờ nó rụng được nhưng cái trái này chắc chắn sẽ rụng. Đúng chưa? Đúng đấy. Cái trái này rụng chứ cặp nó đi thì mà nắng, sao có kẹt. Cái chuyện cặp là một chuyện đâu, khi hàng to nếu mà cái quả cuối cùng nó thằng như gặp lại chứ. Như em á, như em ngay từ ban đầu em sẽ vặt cái chùm này đi không bao giờ em để, anh biết không? Vì nó xả trong cây quá. Trái nó to á, anh không có lấy được cái gai nó đâm vào đây này. Đúng rồi. Đúng chưa? Cho nên là đến khi phải đi kiếm cái dưới kế chứ. Cho nên là lần sau, năm sau rút kinh nghiệm là cứ từ đây, nếu mà không có thước đo ấy. Bỏ ra khoảng 2-3 hàn găng tay. Không, lần sau em chỉ cho anh ra ngoài tiệm, anh mua cái thước dây á, cái thước đo của móng xây dựng á. Là kéo từ ở trong thân kéo ra là cứ đo chuẩn cho em là 20-25 là vặt đi. Mà nhá. Găng tay này dẫn nơi tí. Còn nếu mà không tin cái găng tay của mình bao nhiêu thì cứ lấy thước mà kéo ra. Anh tham quá thì đây như chùm này này. Không, cũng có sợ phải vặt đi chứ. Hình như cái găng của anh là để nó bị nó quả bên đâu trái to rồi đấy kìa. Bà sáu nó mấy những quả này thì lắm. Ta phải tính cái đơn đâu đi chứ. Anh ạ. Anh như tham, cái gan của anh là của em là 10 phân, như gan của anh là anh bảo là 25 đúng không? Đây này. Ra đây này. Vâng. Đây là trái là vừa đây này. Đúng rồi. Là trái từ đây ra đi. Đúng rồi, là phải để đây này. Ừ. Anh là để gần quá, gan anh nhìn như 25 mà của em có 10 thôi. Chính những cái loại trái to to này là nếu mà mình kiểm soát cho ngon. Không phải, anh biết là sao. Nói gì thì nói. Nói nhăng cuội nói gì nói, nhưng mà cái trái nó phải xanh. Thì cái tỷ lệ nhìn vào cái trái của nó thì nó mới tỷ lệ đậu cao được, bởi vì nó đủ dinh dưỡng. Anh không đấy, đủ vi lượng đủ rồi. Cái anh nhìn một cái trái nó màu xanh như thế này này thì chứng tỏ cái cây nó với cái trái nó đủ dinh dưỡng, nó đủ hàm lượng cái thằng vi lượng nữa thì nó mới gọi là đủ chất nó mới xanh như vậy được, đúng không? Chứ còn cái trái mà nó vàng vàng thì thôi chào thua. Anh đi vật hóa mà anh chui nhiều lắm. Từ hóa đầu tiên để đến khi kể đến hóa nó nụ to lên đi từ tiệp. Tức là có nghĩa là bạt tiệp. Tức là từ khi mà anh đi tỉa bông cho đến khi nó xả nhị á thì ít nhất anh phải chuẩn lần 3 lần là ít. Đúng ít đâu. 3 lần là ít em thật. Vâng. Đúng rồi đấy, nếu mà nói thì ban đầu á. Không, ban đầu á là chưa nhìn thấy cái bông, được chưa? Ban đầu chưa nhìn thấy cái bông là đi tỉa khoảng cách trước. Đúng rồi. Ví dụ là anh xác định đây là chuẩn này, được chưa? Được rồi, anh cứ để ở đây như thế này xong bắt đầu đến lần thứ hai bắt đầu nó cái đài nó to rồi bắt đầu đi tỉa bông. Tỉa tiếp lần nữa. Tỉa nhưng mà tỉa ít thôi, đang còn tiếc, đúng không? Đấy, đến khi là đến lần thứ ba là thì bông nó to quá rồi bắt đầu tỉa tiếp. Đâu phải. Bông thứ ba bắt đầu đi tỉa thằng này này. Cái thằng ở đây ít tỉa hơn. Đi tỉa những cái quả nào nó không đậu á để tỉa, được chưa? Đi tỉa chung mình nhiều. Đấy, đó. Vâng. Chứ mệt đi tỉa kiểu đó. Đấy. Nhưng mà cái đó mất thời gian nhiều ạ, à. Tỉa trái nữa là phải cầm cái kéo nói, sắp đều ấy. Em nói với anh Hạnh chứ làm một quả sầu riêng này. Đến lúc từ lúc mà kích bông đến khi bán nó vất vả lắm. Nó không phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Đấy. Mình ra mình có ăn đâu. Thực ra mình làm mình bán chứ mình có ăn đâu. Ăn thì có nhưng mà ăn ít lắm. Thậm chí chỉ thuốc nhiều quá rồi không dám ăn. Đúng không? Không, ngồi nó thật chứ mày. Cái này xịt đọt đến 3 lần mà giờ nó vẫn phỏng. Okay. Cái này anh xịt đọt làm gì?
Vì vừa thử hóa đấy nhiều mà chưa rụng hết, hóa với trái rụng hết rồi chứ. Vừa thử hóa nhiều mà. Cây này nó bé quá thì anh xịt làm gì? Thấy vậy là cứ để cái nào. Như cái cây này là tương đối an toàn rồi anh này. Nhưng trái này là tương đối an toàn rồi. Bởi vì sao? Cái đây này, từ anh thấy này, từ đây này, cái cuống xuống tới đây này. Ba bốn trái nó đi rất, hết rồi kìa. Rất mập rồi. Của nó là 1 2 không? Ba là 6 trái, đi 6 trái đó đó, đi 5 trái, lươn trái đó. Thì nó ưu tiên những thằng này nó rụng trước. Đó. Nó còn một mình cái thằng này thôi, đúng không? Như thằng đây cũng vậy này. Đây này, nó sẽ ở đây sẽ đậu một quả thôi, không bao giờ đậu hết được. Đấy. Thằng này cũng thế, dân dân đồng vậy đó. Nó thả dân sáu này mình tựa tỉa biệt nữa. Đúng rồi. Nó lừa nữa chứ. Nó lừa. Vẫn dày, nó trong đây vẫn hơi dày đó. Nhưng tỷ lệ này đậu cao này anh này. Nhiều. Thôi đi, đi lên. Em lại nhìn thấy cái vườn tiêu của anh kia, em mê rồi đó. Thế em ra em quay vườn tiêu. Tiêu. Đây, đẹp rồi này. Đẹp. Nói chung mình không mà mình giữ được trái, giờ quan trọng là giữ trái. Làm đến công đoạn này mà chẳng lẽ không giữ được anh. Anh nói đây này, cái cuống nó rất là mập rồi này. Mà... 25 cành một cây. Ừ. Mỗi cành 4 trái, từ 2 đến 1. Ừ. Tuy xéo nhưng mà chúng đánh đồng một cây thì không biết. Hai lê. Cái này này. Được. Cái này này. Cái bên góc này nè. Cái bên này hóa nhiều lắm. Anh em có tủ lòng. Tủ không? Như anh sầu riêng như thế này thì đến mùa anh trồng kiểu gì? Đâu, đấy có cần trồng đâu. Hả? Đấy có giống như dưới kia đâu mà. À. Đấy mọi cái quắng rồi hết. Không giống như dưới kia đâu. Hả? Không. Xòa to mình cường ở đây, ở đi về bình thường. Chân mắt. Anh trồng chưa? Chắc khoảng 10 ngày là tuần. Trồng em chỉ cho. Trồng em chỉ cho. Mua một ít rudimin hoặc là thuốc nấm. Đây nhúng không? Không, bỏ vào đây. Xong này cho ít humic kích vào đây. À là hai thằng này chúng được à? Chúng vừa kích vừa nắm đấy này. À. Chống mối nữa. À. Bỏ vào đây được chưa? Đấy, thực hành luôn cho. Xong là đổ vào đây. Kiểu vậy là. Xong bắt đầu, sau là trước khi ấy đó nhúng cả cây vào đây. Em ngâm khoảng cỡ tầm 1 phút và nhấc ra cho nó ấy rồi đem đi trồng. Là mối mọt thì với lại là nấm bệnh nó không còn nữa. Là cho cả thêm thùng mối vô nữa. Ừ. Thay vì anh rắc ở gốc anh nhúng cái này thì ở gốc đâu cần nữa. À. Anh hiểu không? Cắt bịch hay là để cả bịch? Để cả bịch luôn. Trước khi trồng đem ra trồng để đây. Để cả bịch thì nó lại cũng ngấm được mấy. Sao ngấm? Ngấm bịch lên ngấm xuống nhé. Ngấm hết chứ gì? À nhưng mà hỏi cái này à. Bao nhiêu lâu nay tôi trồng cây á, là cái rễ mà nó quấn vòng tròn vậy là tôi cắt hết để cho nó đâm ra rễ mới chứ đúng đề rồi. Thì đúng rồi, anh kỹ thì anh cắt ra cho em để mớm để cho nó ra. Phải cắt chứ. Ừ cắt đi. Cắt ra nhúng nấm đó. Đúng rồi. Phân ra kiểu đó đó. Anh đi đây cắt bịch xong nó nhúng vào. Từ khi anh trồng cho đến khi mà anh vô phân khoảng cỡ tầm 15 ngày anh nhóm phân vào cho nó. Để cho nó bén đấy ra. Ừ. Còn cái gì trong nó có phân bò đào trong bò ấy. Ít thôi, ít thôi nha, không cần nhiều đâu. Cái hình số này nè. Một cây thế thôi. Bỏ xa gốc ra. Bỏ xa gốc hả? Vâng. Bỏ xa gốc ra. À giống được đào. Trồng nhớ trồng nổi nha, đừng có trồng sâu quá. À rồi. Trồng sâu quá sau này mình xử lý bệnh tật kém lắm. À mà đáng cho ho bò cái cây thì có ăn chiếm cái phân nửa. Thì trong á. Cũng được. Mà cũng đào ngay gốc luôn. Đúng rồi được. À thế à? Phân nửa xử lý thôi. Em toàn bỏ phân nửa chứ em làm gì có phân phân bò. Cái này 1.2-1.3 gì đó. Cái này chắc được chỉ cần kích tuyết phát nó bung thôi. Không, ý là mình phải xử lý đồng bộ em ạ. Cho nó sạch. Cho anh xử lý nấm đi không ấy. Cho nó sạch tinh đi. Cái này bị tốt phá đan nặng quá. Bất được có xử lý cái thằng phốt 600. Còn Adifort anh còn. Thành là Adifort đó. Còn cây này anh muốn xử lý toàn diện á. Đây này. Em chỉ cho, nếu mà đây này anh thay này, nếu mà cây to á, tại sao người ta nói là trồng nổi? Trồng nổi mình thấy rễ á, anh không? Nhìn thấy cái rễ á, xong bắt đầu anh lấy cái máy khoan á, anh lấy cái ra ngoài chỗ tiệm thuốc thuy ấy, anh mua cái xà lanh còn có tầm 60-100cc, anh không? Xong đó anh khoan hoặc là bây giờ anh không nhìn thấy á, anh chích vào đây một mũi, xong anh bơm thẳng Agrisot vào cái cây này luôn. Anh bơm không phải là bơm một phát đâu nha. Tức là anh cắm cái này vào đây, được chưa? Xong rồi anh lấy dây sun đó, anh cột nó sao? Tức là cây của nó có cơ chế nó hút dần dần. À, là tự động nó hút. Đúng rồi. Cứ khoảng cỡ nửa ngày xong bắt đầu anh lại chiết cái thằng dây sun vào để cho cây nó tự hút lên. Anh hiểu chưa? Thì cái thời gian phục hồi nó nhanh hơn. Nhưng mà cơ bản anh vẫn phải xử lý cái bộ rễ của nó để kích rễ ra lại. Thầy đây là bữa nữa xử lý hai lần cái agri phốt với cái gì đó này.
xong rồi bỏ một đời một thời gian. Không tin, không tin anh cứ khoan thử đi. Không đúng nữa. Anh khoan xong anh chích thẳng vào đây Agrifood. Không. Ra mua mùi khoan với khoan là thôi. Cái Agrifood không cần pha luôn. Anh chỉ cần đổ cái chai đó vào đậm đặc luôn. Đậm đặc luôn, không cần phải pha nhá. Đấy. Bơm thẳng vô luôn. Thì cái thời gian gồ đúng thịt đấy nhỉ. Thời gian của nó nhanh hơn. Nếu mà anh nhìn thấy cái rễ ở dưới á, cái rễ quá trà, cái này về lâu lắm hôi trong xấu quá. Thì anh chích vào rễ thì đẹp nhất. Để vào tí nữa nói chuyện về cái rồi ghi âm đi, ghi âm chưa? Rồi đang ghi âm này. Rồi ghi âm nhá. Rồi này ghi âm đi. Rồi. Rồi. Ngày sáng mai nhá. Thôi cái này thì biết rồi, không cần phải. Sáng mai là anh chặt đọt giúp em, không em chỉ luôn cho. Cái thằng chặt đọt, chặt đọt này thì ở trên này anh chặt đọt ok rồi đó. Sáng mai chặt đọt là được ngày thứ 5 hay là ngày thứ 6 này. Cứ chặt lại cho em. Ừ. Nó không bất kể là ngày như thế đó, nó có đi là phải chặt tiếp. Ừ. Thì hiện nay á là cái đọt của anh này mà chờ nó nắng lên đó thì chỉ cần xịt cái lưu lượng nhẹ này thôi, không cần nặng. Cái của em mà nặng bây giờ cũng không còn nữa, em đang đặt. Ừ. Thì bây giờ anh cứ chặn được cái thằng này, cứ một bình này là một phi. Ừ. Không xé lẻ nhá. Không xé lẻ nhỉ. Cứ pha hết không ấy thì đổ đi. Ừ. Được chưa? Bởi vì cái này là nó không có đều được, anh chia ra thì không có đều được, được chưa? Ừ. Tiếc, giờ phút này không tiếc nữa. Đấy, anh cứ thằng chặn đọt này này, anh xịt ưu tiên cho em tắm cây luôn. Cây nào mà nó đọt còn non ra tắm cho nó luôn. Nhưng mà nó đùng có trái. Không, tránh trái ra. À. Tránh trái ra nha. Ừ. Nó có vào một trái một tí không sao đâu. Ừ. Nhưng mà anh cách xịt ra tức là anh đứng chéo này. Không xịt như hôm trước ấy, đúng rồi. Em hướng dẫn anh rồi. Chéo ra được nha. Là cái hiện tượng nó vào trái ít được chưa? Cái nhưng... đó là vì hôm trước làm mình biết rồi. Đó, thì cái này là cứ một gói này đó là một phi. Ừ. Được chưa? Không cộng gì hết. Được chưa? Còn ừ. Nếu mà anh muốn tiết kiệm á, anh cho thằng này vào. Ngày mai, sáng mai. Anh cho hết thằng này, ba thằng này vào cho em. Được chưa? Nó vô chung với nhau à? Vô chung nhau luôn, xịt một con thằng này. Một thằng nhỏ nhỏ ở đây. Đây là ba thằng đấy, ba thằng đó chung luôn. Được, à. được chưa? Em thử nghiệm rất là nhiều rồi, ok không vấn đề gì hết. Chung được thì được. Chung được. Tại vì mà nếu bắt thằng này một là hai thằng này phải phun lên thằng này với thằng này. Bởi vì cái thuốc nấm của anh á, cái nấm bệnh của anh với lại là đẹp sáp em chưa có. Thì tạm thời chưa cần sử dụng cái này đâu. Được chưa? Ngày mai là cộng ba thằng đó xịt lại, được chưa? Thì xịt thằng đi xong, nếu muốn xịt thằng nấm nữa thì phải 3 ngày xong mới giảm xịt chứ. Thì đúng rồi. Ừ. Được chưa? Đó, xong đó khoảng cỡ tầm 4 ngày sau nha. Ừ. 4 ngày sau anh quay ra anh xịt cho em cái thằng này. Ừ. Amino khi đó là anh cộng cái thằng Momento vào cho em cũng được. Momento là chung với thằng này được à? Được. Momento là chung với Amino được. Amino đấy nha. Ừ. Sau đó anh chịu khó xem kẽ đó nha. Anh xịt cái bình khoác vai á. Là một đứa thằng này xịt chung. Anh xịt cho em cái thằng này vào cuống trái với lại trái thôi. Ừ. Thằng này này, thằng này này nhớ nhá. Ừ. Cái bút có bút lông không? Không, bây giờ cái này cuống trái đứa thằng này là gọi là thằng chống đung trái nón đấy. Đúng rồi. Nhớ. Anh nhớ nhá. Ừ. Khoác vai chỉ xịt vào từ cuống trái cho đến trái thôi. Ừ. Không xịt lên lá, bởi lên lá nó đi đọt tiếp. À. Thằng này nó rất là mạnh luôn. Còn thằng này á, cây nào còi cọc á, anh xịt luôn cho cái cây còi cọc ngoài đây này. À. Để cho nó bắn đọt lại nhá. Này. Không biết rồi, cái này biết rồi. Trái chồng luôn cái nón này nói là nhớ, mang binh nhớ. Xịt trái nhá. Xịt chỉ trên trái cái cuống nó được xịt những cái cây mà. Đúng rồi. Lá mà. Được chưa? Ừ. Đấy. Thì cố gắng xịt cho em thằng này hai lần là đẹp này. Amino đấy nhỉ? Đúng, xịt hai lần là đẹp. Xịt một lần rồi, hôm qua không? Hôm kia đâu ấy. Hôm kia đúng không? Còn cỡ tầm 6 ngày nữa xịt lại. 6 ngày nữa nhỉ? Ừ, 6 ngày nữa. Thì tại vì ngày mai xin chặt đọt rồi đấy. Không, ý là xịt trước mà nó rụng trái lần đầu tiên á, xịt thằng đó cho em hai lần là đẹp nhất. Ừ. Lần vừa qua rồi đó, mà trước thế đó. Nhưng mà nói ra thì 6 ngày là xịt lại nhỉ? Đúng rồi, 6 ngày nữa xịt lại. Xin ngày mai mình xịt thằng đấy nhỉ? Đấy. Thì cách 3 ngày là mình xịt thằng đấy được. Đúng rồi. Mà 6 ngày nữa. Được chưa? 6 ngày chứ đang từ dư đến đó là 6 ngày đấy, còn đúng còn gì nữa. Đúng chưa? Được chưa? Đấy. Còn cái thằng này là cứ xen kẽ nhau là xịt lại cho em, xịt vào cuống trái. Thằng này là dùng đến sau 45 ngày luôn nha. Từ dư đến sau 45 ngày luôn nhỉ? Đúng rồi. Cứ một tuần anh cho em một phát. Cái gì? Tuần lần. Thế, nhưng mà ở đây của anh ít lắm, chỉ chắc có hai bình là hai cái bình kia là chắc hết thôi. Bởi xịt bên trái nó ít mà. Trái mấy hai bình nhá mày. Hai bình thôi, một lần. Thì cứ một bình nhá, cho em cứ hai nắp này. Hai bình hết đâu. Mấy bình được rồi. Được chưa? Rồi. Thì cái này tuy ra tiền nhưng mà nó ít, được chưa? Rồi. Còn thằng này anh dự trữ ở nhà, nếu mà có hiện tượng vấn đề nào tiếp. Thì chặt tiếp. Bịch lại tiếp. 30 thùng ship nhá. Được chưa? Ừ. Đấy. Tức là nếu đọt mà cảm thấy nó vẫn có dấu hiệu mới luôn, nó muốn rã nữa là mình chặn tiếp thằng đi. Chặn tiếp. Ừ. Vậy thôi, không kể là bao nhiêu lần nhưng mà cứ có là đi thôi, là chơi thôi. Còn nếu mà nó vẫn không đứng lại thì điện cho em.
Em sẽ chạy ra đến chỗ Crest bên này, em đưa cho cái thằng siêu chặn đọt của em, cái thằng mạnh nhất á. Nhưng mà em nghĩ ở đây là anh xài cái này là chắc đủ rồi, không cần đâu. Không cần này nhỉ? Không cần đâu. Nhìn vào hiện tượng là được nhỉ? Nhìn hiện tượng đó là em biết rồi, cái đây nó đứng luôn rồi. Còn thằng này hồi nãy nói là Amino này là hồi nãy là chúng với cái thằng nấm thằng Movento. Movento. Được, thằng Amino này. Xịt cho cái thằng cộng với thằng Movento được nhá. Đấy. Thằng này Movento vậy tín dùng được không? Không, thằng tin thì nó hơi nặng. Nặng quá phải không? Hơi nặng. À, một cái Movento có 80,000 phí mà nó rẻ hơn. Nhá. Đấy. Được. Được chưa? Rồi. Rồi nấm sen kẽ đó. Lại tắm cho nó một lần nấm nữa, ăn chân côn. Ăn chân côn nữa. Ăn chân côn, thuốc nấm. 3 ngày lần đúng không? Không, sợ cái mùa đúng ta? Sợ mùa đúng hả? Sen kẽ đấy là cứ cho em thằng phủ là nấm. Được chưa? Bởi vì anh lưu ý là bởi vì khi mà mưa xuống ấy, cái những cái cành nào nó gần đất. Vườn dớn à, Lâm muốn xịt nấm lắm này. Mà chưa xịt được à? Nhưng mà vì không phải thời gian mà vì cứ 3 ngày thằng đi 3 ngày thằng đi tế được nữa. Không, không có cái năm ở giữa để mà xịt. Thì nó cứ trái. Sờ nó chồng chồng nhau. Thì cái trái của anh nó không rụng, chứ nếu mà anh không xịt nó rụng kinh khủng lắm. Chưa sao? Em nói nó như vườn dưa biệt lắm đấy, nhưng mà vì cho thằng này cứ 3 ngày lần giảm xịt thằng kia vô. Không, nhưng mà anh không cứ có khoảng nếu mà chịu khó tí cứ xịt cái thằng đó xong rồi sáng sau ngày hôm sau xịt lại cái thằng nấm cho em cũng được. Nhá. Một cách một đêm được không? Không được, không sao đâu. Cái này là dinh dưỡng mà, còn cái kia nấm kệ nó phủ đi cho em nhá. Vậy thôi, chứ còn bây giờ làm sầu riêng bây giờ là phải tắm mà, chứ đâu có phải là xịt nữa đâu. Cho nên bởi thế em thấy là bây giờ nếu mà không khéo chủ nhà sản xuất ra trái sầu riêng không dám ăn. Thiệt mà. Em nói thiệt, chứ ngồi đây anh em mình quay YouTube cũng nói thật chứ không phải nói nó đều được. Đấy. Thằng nó nhiều khi đấy chứ, mà hồi để lên mình trong mình cho mà. Chỉ có những người chồng mới biết được. Hôm qua cái con bắn vải cho nhà em hàng sạch, không thuốc men gì cả. Đúng rồi. Tỉnh có Bình lừa hỏi thế, ông Bình lừa tôi công dân. Nhìn. Có sầu không? Nhìn cái quả là biết chứ em. Nhìn cái quả nó bóng. Sâu hết làm sao ăn được. Đúng rồi, đó. Nhá, vậy thôi, nhớ chưa? Rồi. Có cần lấy bút lông không? Bút gì nữa, biết rồi. Còn em chỉ luôn cho. Đông, nếu mà không, ở nhà bí lắm mà không có cái đồ đông á. Có đồ đông rồi chứ. Thì đây này, cái nắp này nó có nhá. Có rồi. Nó chia vạch như này. Thì nếu mà trường hợp mà mình bỏ cái này là cứ mình thường thường uống rượu uống quén nó cứ ngùm 50cc mình mới nên ngùm với nhà đá vui. Cái này là cá, đam cá không à? Đúng rồi, nó ấy lắm, nó hắc lắm. Nó cái này cái đậm đặc mà. Đậm cá. Đậm đặc mà. Cái này là cái trái nó thơm này. Nhưng khi phá nước nó tanh nhất sắt. Cái này riêng thằng này em nói anh nha, chuyên để mở gai sầu riêng. Anh mở gai sầu riêng thành công không là ra thằng này này. Nhá. Đấy. Còn làm chai cuống với lại là trái nhanh như thằng này. Còn cái thằng vậy mà mày không, còn cái thằng cái trái này là xịt thì còn cái thằng này là bổ sung bo nha, bo với lại vi lượng cho nó. Đấy thôi. Vậy thôi, đủ thôi, không cần nhiều đâu. Sầu riêng chỉ cần thế thôi. Đó. Nhiều khi mình tiêm vaccine rồi. Quan trọng là cái đọt thôi. Quan trọng nhất là quả. Bữa nay là giữ cái đọt cái này nè. Quan trọng cái đọt nha. Đấy, chứ còn không giữ được cái đọt là chịu. Phân nào thì phân bó tay. Chịu trời đấy, không phân là bó tay. Đấy. Nhưng có cái điều là cái đọt của anh chị em ra thấy nó cũng mẹo đó. Nó không mẹo như em. Ý là có dấu hiệu là nó vẫn chừng lại nhưng mà chừng châm 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 á. Nó rồi. Không đứng hẳn giống như cái mà quéo lại mới nhìn thấy vậy đúng không? Bên kia là đốt rồi. Đốt kia là đốt dùng cái điều. Em nói thật luôn, HB297 là dùng nó dùng cái ethylene á. Cái ethylene anh học, ngày xưa học hóa học anh biết rồi. Nhìn anh ngày xưa chắc học giỏi hóa đấy, anh biết rồi. Học giỏi lắm. Đấy. Học giỏi lại. Cái đọt nó vừa táo quay bên nhà kìa, anh phải cúp lại rồi này. Nhưng mà anh biết là em cho bà chị xịt bao nhiêu lần không? Cái đọt đi làm sao biết được. Một tuần xịt 3 lần. Đúng. Em nói anh biết vậy. Xịt 3 lần à? Nhưng mà hồi đó là xịt nó nặng luôn để cho nó khỏi đi luôn. Vâng. Nhưng cái của anh này là anh muốn được như vậy là anh xịt khoảng có tầm tuần 3 lần em cũng khỏe như vậy ạ. Đấy. Nhưng mà đợt trước cái ta xịt là tuần lần. Tuần lần. 3 lần mà cách nhau tuần. Cái nào một tuần lần. Nhưng mà nó không rụng là được rồi. Bây giờ anh xịt tiếp 2 lần cho em là cái đọt nó đứng để về phía sau. Đấy là một lần nó xịt thêm lần đấy chứ. Đây một lần đấy chứ. Đây một lần nữa này. Nhưng mà cái này nếu đề phòng, nếu như trường hợp anh có đi nữa thì mình xịt tiếp. Xịt tiếp. Còn không đi. Bởi vì em với anh xa nhau 30-40 cây, bây giờ gặp nhau hơi khó nên là phải đưa cho anh dư một liều. Đấy. Đúng rồi. Vậy thôi chứ thuốc anh vậy là đủ rồi. Không cần nữa đâu. Rồi còn cái phấn dưới gốc nữa. Phấn dưới gốc thì 3 số. Ba số. Có không? Sao này là 3 số đâu? 3 số. Báo cho anh. À quên, cái thằng kia. Chúng thằng đi đấy. Movento, thuốc trừ sâu. À trừ sâu Movento, quên. Trừ sâu Movento. Đây, thằng này được chưa? Thằng riêng cái thằng 3 số thì cái dòng cao cấp của lá thì có 21 đây. Được chưa? Xịt lá. Đấy, thì đây. Cộng với thằng này, được chưa? Cộng với thằng thuốc sâu nữa vào. Ừ,
Đấy. Tức là thằng ba Rodeoni là 1 này, Amino là 2 này, cộng với Movento là 3. Đúng rồi. Ba thằng này phải trúng này một lần này. Đúng rồi. À, một phí biết rồi. Thì tá phí thì tá. Nếu mà cái này là một phí đấy hả? Một phí đấy. À rồi. Nếu mà không tin tưởng quá thì tách nó ra, còn nếu mà tin còn tự tin thì cứ đỡ tốn công thì cứ cộng vào. Vấn đề là cái thằng này và những thằng này nó có chống nhau hay không? Không không chống, không chống. Phân mà thằng này có hàm thằng kia để mất hiệu quả hay không thôi. Riêng phân bón với lại thuốc trừ sâu là không không chống nhau, hiểu không? Ừ. Nó chỉ có cái thằng nấm thôi. Thằng nấm à? Vâng, thằng nấm là phải xịt riêng. Thằng nấm nó cho ăn riêng. Vâng. Khi nào nói thằng nấm xịt chúng người thằng có được không? Không có thằng không? Không có thằng nào hết đấy. À rồi. Nãy giờ chưa có ông nào dám nói là nấm cộng chung được. Mô Vento anh đi khi làm gì cái này thuốc nấm. Quên. Mô Vento thuốc sâu. Được chưa? Đợt à thằng này khác, cái này khác. Thì là về là ăn bật cơm rồi tụt xuống. Còn á, em chỉ cho. Được. Anh vẫn dùng cái thằng này nhá. Nhưng mà cái sâu đục trái á. Sau này á cái trái nó lớn rồi, sâu đục trái thì dùng thằng này được. À. Trái nó lớn rồi á, sâu đục trái thằng này xịt được nhá, và thằng này chuyên về sâu. Thằng này cái thằng riêng cái thằng Abamectin này, thuốc trừ sâu này này nó nghiêng về bên thằng sâu mọt đục. Thằng sâu mọt đục. Anh hiểu chưa? Chứ còn riêng về cái hệ mà thuốc sâu mà đẹp sáp là đồ á, đây đẹp là chỉ có thằng Movento. Thằng Movento. Mà bây giờ trái nó bé tí là đục cái gì? Nó đã có mũi đâu đục. Hiểu chưa? Ý là cái Movento là nó lưu dẫn. Nó lưu dẫn để nó thằng nấm. À cái thằng đẹp sáp, hiểu chưa? Còn cái thằng này khi nào trái nó bắt đầu hình thành rồi á, trái to rồi á, thì mới ưu tiên dùng những cái thằng hoạt chất này. Thằng này, nhưng đúng mà rồi. Lúc đó nó mát rồi. Đúng rồi, khi trái nó to nó an toàn rồi thì xịt được, được chưa? Đấy. Không, nó đưa chứ, hồi này chứ phải nhớ ra cho nó còn loạn á. Ghi âm rồi mà. Thì đó, đang ghi âm đây mà, cứ làm đấy chứ, nói đâu mà. Chỉ có quân băng kéo. Thôi, thế này. Quân lại, thôi, thế này nhá, anh có xem kênh YouTube em không? Có chứ. Có thì cái này ngày mai em lên cho anh cứ mở ra anh xem. Em sẽ không cắt đi luôn một không, một cái nào hết. Được chưa? Có bên cõi không? Cái YouTube mọi hồi cõi hướng dẫn bơ bụt rồi mà. Không, ngày mai em lâu nghe tiếng ở biển lúc. Ngày mai em sẽ đưa cái clip này lên YouTube phải không? Rồi em gửi qua trên cái Zalo cho anh. Zalo. Đúng rồi. Còn cái chị nha đâu đó. À. Được chưa? Rồi anh xem lại, anh tua đến cái chỗ mà anh chỉ cho, được chưa? Em không cắt ghép gì hết, được chưa? Rồi. Rồi, ok. Vậy thì kết thúc nha. Rồi, thế con